Đây là món chè bắp nè các bạn. Nếu các bạn nào mà thích món chè này thì mình cùng nhau vào bếp làm món chè bắp nha. Chè bắp nước cốt dừa rất là thơm ngon luôn. Bếp của Tư xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp nấu món chè bắp nha các bạn. Đây là một nãy mình mua 6 trái bắp, mình cân là 1,5 kg, mà bây giờ mình bào ra đây một dĩa to nè các bạn. Đây. Còn ở đây là 2 lạng đậu xanh, mình đã ngâm và đãi vỏ sạch sẽ luôn nha. Ở đây là có 1 lạng 100 g bột bán á các bạn, mình cũng ngâm sẵn rồi. Ở đây là 50 g bột năng, 1 kg đường phèn, 1 kg dừa, 1 kg dừa dắt ra đây là nước cốt không nha các bạn. Này, bây giờ mình sẽ bắt cái nồi lên. Mình đã bắt cái nồi lên rồi các bạn, mình đã cho mấy cái cùi bắp á, cái mấy cùi bắp này ngọt lắm, mình cho vào mình nấu để ra nước ngọt nha. Bây giờ đã sôi rồi, đã chín rồi mình vớt ra luôn nha. Mình không muốn mất thời gian của các bạn nên mình đã làm sẵn trước rồi nha các bạn. Đây, bây giờ mình vớt cùi rồi mình bỏ. Bây giờ mình sẽ chế thêm nước vào nồi nước bắp. Bây giờ mình đã vớt bắp rồi ra rồi nha các bạn. Đây, cho đậu xanh vào nấu luôn. Đậu xanh này đậu xanh hột nên mình ngâm rồi á, mình nấu nó rất là mau mềm nha, nên mình có thể cho bắp vào luôn một lượt nha. Nấu rất là đơn giản mà nhanh nha các bạn. Bây giờ mình nấu đậu xanh với bắp chín xong rồi mình sẽ cho đường phèn vào. Trong thời gian mình đậu chờ cho chè chín nha các bạn, mình sẽ thắng nước cốt dừa nha. Đây, mình cho đổ hết 1 kg dừa vào luôn. Cái này là nước cốt nhất đó các bạn. Mình mua rồi mình kêu người ta xay ra cho mình, để người ta dắt ra cho mình luôn. Người ta có cái máy xay á, máy dắt á. Rồi mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối nha. Chút xíu muối thôi nha các bạn. Ở đây là một muỗng cà phê bột năng. Mình đã quậy nước ra luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi thắng nước dừa. Nước dừa này các bạn khỏi cần cho đường nha, tại vì mình nấu chè ngọt rồi. Mình chỉ làm nước cốt mặn mặn như vậy ăn nó béo, nó rất ngon nha. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp mình thắng. Bây giờ nước dừa của mình đã được rồi, mình sẽ cho vani vào nha. Cho vào một ống vani cho nó thơm. Rồi mình thắng cái kẹo vậy là dừa nha các bạn nè. Bạn thấy không? Tắt lửa. Bây giờ mình sẽ bỏ đường vào nha các bạn. Cho đường vào. Cái này 1 kg mình bỏ chỉ 8 lạng thôi nha. 800 g thôi. Mình sẽ cho vào đây chút xíu muối, nấu chè phải có muối, không có muối nó không đậm đà nha. Bây giờ mình chờ cho đường tan rồi mình bỏ bột pha và bỏ bột bán vào nha các bạn. Đậu bắp rồi cũng đã chín rồi. Thơm quá. Bây giờ đường tan mình sẽ cho bột bán vào. Bây giờ chè của mình đã chín rồi nè. Mình sẽ cho vào đây một chút bột năng cho ngon nha. Mình vừa đổ vừa quậy nha các bạn, cho nó không có vết cục. Nó sánh là rất là ngon luôn.
Các bạn có thể cho vani vào đây nha. Rồi bây giờ nó chín rồi mình sẽ múc ra mời các bạn nha. Đây các bạn thấy là chè bắp ngon không? Một lát nó nguội, nó sánh là một chút xíu, nó là rất là dẻo nha các bạn. Bây giờ mình múc ra tô mời bạn nha. Đây, chè bắp mình đã nấu chín rồi nha các bạn. Mình thấy nó rất ngon nha. Bây giờ mình sẽ chan nước cốt dừa lên nha các bạn. Đây. Đây là món chè bắp của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món chè bắp ăn ngon miệng nha các bạn. Đơn giản dễ làm mà lại ăn ngon miệng nha. Chè bắp này là đậu xanh. Rồi lại có bột bán nữa nha các bạn. Đây. Mình thấy rất là ngon nha. Thôi mình xin chào các bạn nha. Mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng. Xin chào.